Chào mừng quý vị đến với một điểm tin Giáo hội Việt Nam của trang thông tin Giáo phận Phú Cường. Ngọc Hiếu xin mến chúc quý vị có một buổi tối an lành trong tình yêu của Đức Kitô. Tin Giáo hội Việt Nam. Ủy ban Mục vụ Gia đình khai mạc hội nghị thường niên giáo tỉnh Hà Nội vào lúc 14 giờ tại giáo xứ An Tràng, giáo phận Bắc Ninh, tổng giáo phận Hà Nội. Hội nghị giáo tỉnh của Ủy ban Mục vụ Gia đình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chính thức khai mạc. Theo trang tin Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ban thư ký Ủy ban Mục vụ Gia đình đã tường thuật hội nghị. Tham dự hội nghị có Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục giáo phận Đà Lạt, Chủ tịch Ủy ban, cha Giuse Hà Đăng Định, tổng thư ký ủy ban, quý cha và quý chị em giáo dân trong ban nghiên huấn, cùng quý cha và quý anh chị em giáo dân thuộc 8 giáo phận của giáo tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Lạng Sơn, Phát Diệm, Thái Bình và Vinh. Sau phút thánh hóa và chào đón của cha Francisco Nguyễn Huy Liệu, trưởng ban mục vụ gia đình của giáo tỉnh Hà Nội, Đức cha chủ tịch đã có những lời huấn dụ và chia sẻ. Từ thực tại mục vụ gia đình của đại hội, Đức cha dẫn dắt đến thực tại mục vụ nơi các gia đình. Ngài hướng đến tham dự viên, hãy để cho con tim gia đình rung lên nhịp đập lòng thương xót của Thiên Chúa, để rồi Ngài khai mở lý tưởng hôn nhân Kitô giáo của Hội Thánh, theo chương 8 của Tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui của tình yêu. Mục vụ phải dựa trên khía cạnh Tông huấn, đó là phân định, đồng hành và hội nhập. Để thực hiện giáo huấn tốt đẹp này trong mục vụ thực tế, cần mọi người phải nỗ lực rất nhiều. Với nhiều ví dụ minh họa, cụ thể Đức cha đã giúp cho các tham dự viên không nên dừng lại ở lỗi lầm hay khó khăn của người khác, để rồi đồng hành chân thành và nhẫn nại mới có thể phân định ra các nguyên nhân sâu xa và giúp cho họ vượt qua tâm lý mặc cảm hội nhập vào đời sống cộng đoàn cách tế nhị, cảm thông và bình an. Không có gì êm ái cho bằng mục vụ gia đình, Ngài chia sẻ, cảm nghiệm của chính Ngài về sự ấm áp khi Ngài được bầu chọn làm chủ tịch của Ủy ban Mục vụ Gia đình để lo lắng cho các gia đình. Ngài trân dẫn câu chuyện người phụ nữ bên bờ giếng Gia-cóp để chứng tỏ Chúa Giê-xu thật là một chuyên viên qua việc người giúp cho người quá phụ tin tưởng bộc bạch nỗi lòng thầm kín và thâm sâu nhất của mình và nhờ đó chị được giải thoát khỏi nỗi đau đấy. Từ đó, chị cảm thấy vô cùng vui mừng đến nỗi hân hoan ra đi loan báo cho những người xung quanh. Tôi đã gặp được Đấng Kitô. Từ đây, Ngài mời gọi các tham dự viên hãy thắp lửa cho hội nghị và niềm vui được dấn thân trong sứ mạng, mục vụ cho các gia đình. Để kết thúc bài huấn dụ, Đức cha lưu ý cho hội nghị về vai trò của Thánh Giuse, nhất là trong năm thánh kính thánh cả, đồng thời nhắc đến sự chuyển cầu của Đức mẹ Maria, đặc biệt là của Đức mẹ núi bổng. Trong việc mục vụ cho các gia đình, Ngài cũng trao phó hội nghị cho hai đấng và nhờ hai đấng chuyển cầu cho hội nghị, gặt hái được kết quả tốt đẹp. Tin giáo phận Quy Nhơn, thư gửi dân Chúa nhân ngày cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Đức cha Matteo Nguyễn Văn Khôi gửi thư đến mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Quy Nhơn. Theo thói quen mọi người thường nghĩ, ngày này chỉ dành cho quý cha, quý thầy, quý sơ, những người đi tu. Thư mục vụ mặc dù không nhắc nhiều đến các vai trò của giáo dân trong ngày đặc biệt này, nhưng nếu đọc kỹ thì mọi thành phần dân Chúa cũng biết vai trò, ý nghĩa, cần phải làm trong ngày cầu cho ơn thiên triệu. Theo trang tin của giáo phận Quy Nhơn, xin mời mọi người nghe vài điểm chính từ bức thư của Đức Giáo Mục gửi cho giáo phận Quy Nhơn. Khởi đầu, Đức cha nhắc lại ý nghĩa của ngày đại lễ phải đặt trên nền tảng Đức Giê-xu là mục tử nhân lành. Với các dẫn chứng thánh kinh, Đức cha xác định sứ mạng của người mục tử là hy sinh cho đoàn chiên và giúp cho đoàn chiên sống dồi dào. Sứ mạng của Chúa Giê-xu ngày nay tiếp tục nơi giáo hội, nơi những người đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Đó là những người đáp lại lời mời gọi Thiên Chúa để hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên và giúp cho đoàn chiên có sự sống của Thiên Chúa. Đứng trước trào lưu của thế tục, làm cho ơn gọi đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa bị giảm sút. Với hơn 4,5 triệu người trên 76.114 tín hữu, giáo phận đang cần rất nhiều người đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa để thi hành sứ vụ
truyền giáo. Muốn vậy, mọi người phải ý thức trách nhiệm của võ ơn gọi thiên triệu linh mục tu sĩ tại các giáo xứ và gia đình. Nhiệm vụ này trước hết dành cho các linh mục tu sĩ, rồi đến các bậc phụ huynh. Đức cha cũng gửi đến các bạn trẻ lời khuyên quý báu: các con hãy cố gắng học hành, trao dồi đức hạnh và luôn cầu nguyện để có thể nhận ra ý Chúa và đáp lại. Kết thư, Đức cha cầu xin Thiên Chúa nhậm lời cầu nguyện của mọi người và chúc lành cho mọi người. Đó là những nỗ lực cổ võ ơn gọi và những đóng góp quảng đại của anh chị em cho công cuộc trọng đại này. Tin giáo phận Long Xuyên, thư mục vụ tháng 5 của giáo phận Long Xuyên. Nhân dịp tháng 5, tháng hoa, tháng kính Đức Mẹ, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, gửi thư đến dân chúa giáo phận Long Xuyên. Thư mời gọi mọi người hãy noi gương Đức Mẹ loan báo tin mừng. Anh chị em thân mến, giáo phận Long Xuyên đã và đang tiếp tục dấn thân thực hiện lệnh truyền của Chúa Giêsu trước khi về trời, dưới sự bảo trợ của mẹ Maria, nữ vương hòa bình. Hướng về phía trước, chúng ta cần Chúa Thánh Thần hướng dẫn để đọc các dấu chỉ của thời đại, những trào lưu lớn trong xã hội cũng như những sự kiện đang diễn ra trong giáo hội. Nhờ đó, chúng ta ý thức giáo phận đang thực thi một sứ vụ rất khó khăn là loan báo Chúa Giêsu là Chúa và là đấng cứu thế giữa những thay đổi mau chóng trên thế giới cũng như tại miền Tây Nam Bộ của nước Việt Nam. Những thay đổi về nhân sinh quan, về xã hội, về môi sinh, về các tương quan đang là những thách đố, bao gồm những thời cơ và nguy cơ cho công cuộc loan báo tin mừng. Đối diện với những thách đố này, chúng ta chiêm ngắm và học hỏi nơi mẹ Maria là mẫu gương cho giáo phận trong công cuộc làm chứng cho những giá trị tin mừng của Chúa Kitô trong thế giới hôm nay. Vì thế, mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận được mời gọi thực hiện những sinh hoạt cụ thể sau đây. Một là, trong tháng hoa, nhiều giáo xứ giáo họ tổ chức dâng hoa kính mẹ Maria, ước mong các cuộc dâng hoa trở thành sinh hoạt đạo đức hội nhập văn hóa đúng nghĩa, để con cái của mẹ được phúc lành của mẹ trong công cuộc loan báo tin mừng. Để được như vậy, giáo phận khích lệ gắn liền việc dâng hoa với việc lần chuỗi mân côi và cung nghinh tượng Đức Mẹ. Hai là noi gương mẹ Maria đi thăm bà Isabel. Chúng ta, cá nhân hay tập thể, được khích lệ thực hiện các cuộc thăm viếng trong cũng như ngoài giáo xứ giáo họ, với ý muốn giới thiệu tin mừng Chúa Kitô cho anh chị em. Trong các cuộc thăm viếng này, chúng ta như mẹ Maria trở thành dụng cụ của Chúa Thánh Thần hoạt động cho sứ vụ loan báo tin mừng. Ba là, giữa thiên nhân cô tịch của đêm khuya mùa giá rét tại hang đá Bethlehem, mẹ đã cùng các mục đồng đón nhận tin mừng Chúa Giáng sinh. Xin ơn phúc lành của mẹ, chúng ta cùng với anh chị em trong cộng đoàn chăm sóc môi trường sống thiên nhiên xanh, sạch, đẹp và an toàn nơi ta và anh chị em ta đang sinh sống, và cũng là nơi đang được biến đổi trở thành trời mới, đất mới. Bốn là, bên cạnh làm sạch môi trường thiên nhiên, chúng ta còn có trách nhiệm làm sạch môi trường sống xã hội. Cụ thể là loại trừ các hình thức bạo hành trong gia đình, làm sạch các tệ trạng xã hội, loại bỏ các hình thức bóc lột và bất công. Hơn nữa, chúng ta được cổ vũ cùng nhau xây dựng một xã hội theo tinh thần của Kinh Hòa Bình, để đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp. Và cuối cùng,
để thi hành sứ vụ loan báo tin mừng cách hữu hiệu, chúng ta noi gương mẹ Maria sống khiêm tốn trong các tương quan. Cụ thể, giáo phận quan tâm đến việc tổ chức các bữa tiệc. Theo hướng dẫn của giáo phận, các bữa tiệc cần được tổ chức để làm nổi bật năm vẻ đẹp đạo đức, vẻ đẹp bác ái, vẻ đẹp hiệp nhất, vẻ đẹp truyền thống và vẻ đẹp giản đơn. Chính trong vẻ đẹp này, chúng ta đang giới thiệu tin mừng Chúa hiện diện với khuôn mặt vui tươi, hiếu khách và chúc phúc. Kết thư, Đức Cha mời gọi mọi người kính dâng những nỗ lực loan báo tin mừng của giáo phận như những bông hoa muôn sắc hương lên mẹ Maria. Xin mẹ chúc phúc cho chúng ta. Một điểm tin Giáo hội Việt Nam của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin tiếp tục đón xem và ủng hộ kênh truyền thông Giáo phận Phú Cường. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.